bạn trai cãi tay đôi với bố mẹ tôi. Tôi 28 tuổi, là công chức, quen anh được nửa năm, cũng là công chức, 30 tuổi, là mối tình thứ hai của tôi. Vừa qua, chúng tôi chính thức dừng lại dù đã ra mắt gia đình hai bên, còn định làm đám cưới vào tháng 1 năm nay, năm 2023, tôi vào tuổi kim lâu. Tôi thấy bản thân còn quá non nớt trong chuyện tình cảm nên khi dừng mối quan hệ này, vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Cần sửa đổi điều gì? Anh đề nghị chia tay với lý do cuộc tình này bị gia đình tôi chi phối quá nhiều, tôi không xác định thực sự với anh, bố mẹ tôi mà đặc biệt là mẹ không hài hòa được với anh. Anh bảo nguyên nhân của việc dừng lại này 99% xuất phát từ phía gia đình tôi. Theo tôi, mọi khúc mắc đều bắt nguồn từ việc anh đặt cặp vé máy bay đi Đà Lạt vào sinh nhật tôi, mục đích muốn tổ chức sinh nhật, cầu hôn và cho tôi kỷ niệm đẹp việc đặt vé này chúng tôi chưa xin ý kiến của bố mẹ mà tự đặt trước qua tết tôi chủ động xin bố mẹ nhưng bị gạt đi với lý do cầu hôn thiếu gì nơi mà phải vào tận đó và con gái chưa chồng đi chơi xa với người yêu bố mẹ không đồng ý ngoài ra gia đình anh khá tính năm kim lâu không cưới xin gì kể cả đăng ký kết hôn nên không có gì chắc chắn cả bên cạnh đó gia đình hai bên còn chưa gặp mặt bố mẹ tôi sợ nhà bạn trai đánh giá không tốt về tôi tôi nói bạn trai xuống xin anh khó chịu và bảo tôi nên tự xin vì con của bố mẹ không xin được thì ai xin được thật ra tôi biết bố mẹ lớn cấn nhất về vấn đề hai bên gia đình chưa gặp mặt trước đó bố mẹ tỏ ra hơi buồn vì tại sao nhà trai có nhiều cơ hội chủ động xuống gặp nhưng không làm ví dụ khi bà tôi mất hoặc tết nhà tôi làm cơm mời anh tới ăn cùng họ ngoại nhà tôi anh đưa em gái họ đến nhưng cả Tết bố mẹ anh không hề tới. Tôi có đề cập với anh để bố mẹ gặp nhau nhưng anh bảo bố mẹ tôi nên có lời mời, bố mẹ anh xuống mới hợp lý, chứ tự nhiên nhà anh không mời mà xuống nghe buồn cười. Tuy nhiên cả tôi và gia đình đều cho rằng việc chủ động là của nhà trai. Tôi đề xuất phương án rằng tôi và anh gặp bố mẹ tôi để nói về chuyện của hai đứa rồi bố mẹ tôi sẽ có lời để hai bên gặp nhau nhưng anh vẫn không đồng ý và bảo gia đình tôi nâng cao quan điểm chỉ cần gặp mặt tôi nghĩ việc cho đi đà lạt sẽ được giải quyết sau đó khi xin không được anh trực tiếp xuống nhà tôi xin nhưng bố mẹ tôi không đồng ý lúc này mẹ hơi gay gắt về vấn đề nguyên tắc của gia đình là không cho đi anh bực dọc trực tiếp xin phép về dù người lớn còn chưa nói xong được một lúc anh bảo sẽ quay lại nói tiếp tôi bảo thôi vì anh đang tức giận quay lại làm gì? Anh không nghe, quay lại nói với bố tôi rằng, sau chuyện hôm nay, cháu sẽ xem xét lại mối quan hệ này ạ à, và đi về. Tôi đề xuất lùi lịch bay sang đợt sau, anh không đồng ý vì đã sắp xếp hết công việc, hơn nữa ý nghĩa của chuyến đi cũng không còn. Anh bảo bố mẹ tôi gây khó dễ trong khi đó, bố mẹ anh hoàn toàn đồng ý cho chuyến đi, còn hỏi anh có cần bố mẹ hỗ trợ gì không? anh bảo tôi xin lại bố mẹ lần nữa. Nói thật tôi đã cố hết sức để xin nhưng mẹ là người nguyên tắc và trước nay tôi luôn nghe lời, nói cách khác là con ngoan của bố mẹ. Vậy nên nếu bố mẹ không đồng ý, tôi không thể cố chấp bỏ mặt lời nói của bố mẹ để đi với anh được. Kết cục là tôi vẫn không thể xin được. Khi biết tôi không thể đi, anh nói sẽ đi một mình. Sau đó anh đột ngột bảo xuống gặp bố mẹ tôi, lúc ấy là 11 giờ đêm tôi ngăn cản nhưng anh không nghe quá chán với cách hành xử của anh nên tôi mặc kệ anh xuống và gặp bố tôi lúc này mẹ không muốn ra tiếp anh nói rằng bố mẹ tôi nên xem lại cách yêu thương con mình rồi nói một tràng và kết lại xin phép được dừng lại mối quan hệ từ đó mọi chuyện đi vào bế tắc anh xin lỗi tôi về việc xuống nhà lúc nửa đêm nhưng vẫn thấy bản thân hành xử không sai gia đình tôi nếu ủng hộ nên tác hợp chứ không phải gây khó dễ như vậy. Tôi muốn cứu vãn mối quan hệ nên bảo anh xuống gặp bố mẹ mình xin lỗi, còn bày cách cho anh nói nhưng không hiểu sao khi gặp mẹ tôi lại thành cãi nhau to. Cả hai chất vấn về cách hành xử của nhau. Sau mọi chuyện, anh nói ra lời dừng lại với tôi khi tình cờ lên mạng xã hội của mẹ tôi, anh và mẹ tôi không kết bạn, và thấy có người hỏi, khi nào con gái lấy chồng, mẹ trả lời, cứ từ từ không vội đâu bác thế là anh muốn chia tay bảo dọc nước tràn ly và đưa ra loạt lý do như trên rồi bảo bố mẹ tôi muốn chàng rể khác không ưng anh tôi thực sự không hiểu mình và gia đình sai ở đâu mong mọi người cho tôi xin lời khuyên